Ở một số nơi, nhiều người quan niệm mèo đen tượng trưng cho sự xui xẻo và điềm báo tai ương. Những quan niệm này thường đến từ màu lông của chúng. Mèo đen và quan niệm ấy có liên quan mật thiết đến MV lần này của IVE. Ở những giây đầu MV, có tiếng cảnh báo người dân phải cẩn thận với những con mèo Buddy. Kế tiếp là phân cảnh, Won Young hóa thành một con mèo đen. Xuyên suốt MV, có rất nhiều cảnh có xuất hiện mèo đen, thể hiện biểu tượng chính của MV Buddy là mèo đen. Bên cạnh đó, báo chí đưa ra video một chú mèo đen nghịch ngợm nhảy vào trong tiệm, được quay từ camera an ninh. Họ còn cảnh báo người xem về sự nguy hiểm của chúng. Vì những hành động ấy, chúng được báo chí miêu tả là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đọc những tin tức được ghi trên báo, chúng ta có thể hiểu họ chỉ đang thổi phồng sự việc lên. Họ biết rằng, mặc dù Buddy vẫn chưa gây ra thiệt hại đáng kể về mặt vật chất, nhưng không thể đánh giá thấp tác động tâm lý đối với người dân thành phố. Chúng ta có thể hiểu sự xuất hiện của Buddy khiến người dân thành phố sợ hãi. Với những người nuôi mèo, thì việc những chú mèo nghịch ngợm là khá bình thường. Ngay cả khi chúng chưa gây ra thiệt hại đáng kể về mặt vật chất, thì họ vẫn bài trừ và căm ghét Buddy. Điều này có vẻ liên quan mật thiết đến biểu tượng xui xẻo của mèo đen ngoài đời, bị một số người căm ghét chỉ vì màu lông khác biệt. Sự việc diễn ra trong MV cũng khá giống cuộc săn lùng mèo đen có trong lịch sử. Và thời Trung Cổ ở châu Âu, mèo đen bị lan truyền là linh thú của phù thủy, giúp phù thủy giao tiếp với ma quỷ và liên quan đến quỷ xà tăng. Nhiều kẻ ác miệng còn đồn rằng vào ban đêm, phù thủy thường cải trang thành mèo đen. Vào năm 1484, giáo hoàng Innocente hùng hồn công bố mèo đen là động vật ngoại đạo, cấu kết với quỷ dữ. Từ đây, cuộc săn lùng phù thủy diễn ra khắp châu Âu thời Trung Cổ. Vô số mèo đen bị giết, cùng với những người được kết tội là phù thủy. Những cuộc săn lùng này khiến nhiều người bị sát hại oan ức và rất nhiều mèo đen bị hiến tế. Hậu quả là số lượng chuột tăng lên và cuối cùng dẫn đến cái chết đen, một đại dịch hạch xảy ra ở châu Á và châu Âu. Ở thời hiện đại, tuy không còn những cuộc săn lùng như trên, nhưng cách một số người thiếu suy nghĩ lan truyền thông tin sai sự thật vẫn luôn tồn tại. Sự căm ghét của người dân thành phố dành cho Buddies khá giống với hành động, nhiều người chỉ trích các idol vì vẻ ngoài cá tính và khác biệt. Ngoài biểu tượng xui xẻo, tùy thuộc vào nền văn hóa, mèo đen ở nhiều nơi thay vì bị tẩy chay thì chúng lại được săn đón và yêu mến. Ở thời Ai Cập cổ đại, mèo đen được sùng bái. Họ cho rằng chúng là hiện thân của nữ thần Mardet và nữ thần hoàng hôn đầu mèo, mình người Bastet. Hai vị nữ thần này được thơ phụng để bảo vệ dân chúng khỏi nọc độc của rắn, bọ cạp. Nhiều lăng mộ lớn ở Ai Cập có xác ướp của mèo trong các hòm làm bằng đá quý. Trong một số nền văn hóa khác, chúng là biểu tượng của may mắn cho ngư dân. Mèo đen mang một vẻ đẹp riêng, có thể được yêu mến và tôn sùng, cũng có thể bị căm ghét và giết hại. Trong ca khúc lần này, IVE hát rằng họ sẽ thể hiện sự quyến rũ của riêng mình, bất kể mọi người nhìn nhận nó như thế nào. Trong MV Party của IVE có phân cảnh khi trăng lên, các thành viên IVE đi vòng quanh một vòng tròn và có một chiếc bánh in hình ngôi sao năm cánh xuất hiện. Ở thế kỷ trước, ngôi sao năm cánh được sử dụng trong những nghi lễ ma thuật có liên quan đến sự thờ cúng của quỷ Satan. Bên cạnh đó, hướng cầm của Ga-ân là hai cánh của ngôi sao hướng lên trên. Được biết, những người thờ cúng quỷ Satan thường sử dụng ngôi sao năm cánh với hai đỉnh hướng lên trên được bao quanh bởi vòng tròn, đôi khi có cả đầu dê bên trong. Trong MV Kiss, mình cũng có nói các cô gái muốn thể hiện thiên thần sa ngã Lucifer, nhân vật mà sau này trở thành quỷ Satan. Trên đây là phần giải mã MV Buddies. Bạn nghĩ sao về những điều mà IVE truyền tải? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.